Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin lừa sang Mỹ làm nghề bắt cua, bỏ về quê giang hồ đuổi sát. Thời gian vừa qua trong nước các bạn cũng đã biết rất nhiều những thông tin đó là người Việt Nam hàng năm đi ra nước ngoài tới hàng trăm nghìn người. Và chỉ sau khi xảy ra vụ việc 39 thanh niên thiếu nữ và trẻ em Việt Nam bị chết ngạt và đông cứng trong container đông lạnh tại Anh thì lại tiếp diễn vụ người Việt Nam bị lừa đưa sang Mỹ làm nghề bắt cua. Và đây là chia sẻ của một trong những nhân chứng bị lừa đảo đó. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vụ việc này như sau. Khốn khổ đổ nợ vì qua Mỹ làm chui, nạn nhân bỏ về Việt Nam tố cáo. Đây là hình ảnh của một đường dây giúp ông Lâm Nguyên Bách lấy visa du lịch Mỹ để làm chui vào tháng 9 năm 2017 một người đàn ông trẻ tuổi ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mới đây cho rằng ông là nạn nhân của một đường dây đưa lậu người sang Mỹ, làm việc chui, đã quay về Việt Nam và hiện đang bị đường dây này uy hiếp buộc phải trả món nợ hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi đó. Ông Lâm Nguyên Bách, 31 tuổi, cho biết sự việc bắt đầu từ giữa tháng giữa năm 2017 khi một người bạn của tên là Hồ Quang Trương từ Mỹ về gặp và mời ông Bách đi làm nghề đánh bắt cua ở bang North Carolina với thu nhập từ 4.000 đến 5.000 đô la một tháng. Đây là hứa hẹn của người đó. Việt Kiều Trương thỏa thuận miệng với ông Bách rằng chi phí để thu xếp cho ông sang Mỹ là 15.000 đô la, tức là khoảng 350 triệu đồng Việt Nam. Số tiền này dùng để dựng lên một hồ sơ giả nhằm xin visa du lịch sang Mỹ cho ông Bách. Và đây để gần lại các bạn sẽ thấy hình ảnh của visa của người Việt Nam này sau đó đã được cấp với tính năng là đi du lịch mà thôi. Và người bị lừa đó đã bỏ ra tới 15.000 đô la để sang Mỹ với những lời hứa hẹn kiếm tiền hết sức dễ dàng và đối tác của ông từ Mỹ hứa. Và đây là hình ảnh của những người ngư dân tại Mỹ đang đánh bắt cua, một cái nghề khá nguy hiểm và phải chịu được sức lạnh rất lớn ở vùng Alaska. Khi ông bắt đầu đi làm ở Mỹ và đạt được thu nhập như đã hứa, tiền lương sẽ sẽ được trừ dần để trả cho số tiền chi phí 15.000 đô la theo thỏa thuận. Ông Bách đã kể lại về lời hứa hẹn của người môi giới. Có thể hoàn cảnh của, của cá nhân ông Bách và điều kiện gia đình ông đã làm ông trở thành mục tiêu của ông Trương, ông Bách lý giải. Tại vì ông Trương biết tôi lúc này đang ở lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định và tôi có ba con, thì ông Trương nhắm vào tôi, sau này tôi biết chắc là ông nhắm vào bố mẹ tôi, Ông nhìn vào số tài sản của bố mẹ tôi để sau khi đưa tôi sang Mỹ sẽ quay về đòi nợ bố mẹ tôi chứ không phải là cho tôi một công việc công ăn việc làm ổn định như đã hứa. Và những hồ sơ và giấy tờ giả đã được nhóm người môi giới đó làm để lừa đảo lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn. Và đây là hình ảnh bức thư với nội dung thông tin cần phải học thuộc để khi trả lời phỏng vấn của ông của lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn à, qua tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn việc tạo ra một bộ hồ sơ giả để xin visa có sự tham gia của ít nhất hai người bên Mỹ và ba người ở Việt Nam ông Bách cho biết theo đó Việt Kiều Trương và một Việt Kiều nữa có tên là Lâm Nguyên Quang 66 tuổi chế ra một bức thư trong đó nói ông Quang quốc tịch Mỹ sống ở Oakland bang California là cha ruột của ông Lâm Nguyên Bách mời ông Bách sang thăm cùng lúc đứng đầu đường dây bên Việt Nam phù phép biến ông Bách thành một nhân viên có thâm niên 3 năm tại tập đoàn FPT với thu nhập 1.000 đô la một tháng. Sinh sống tại một địa chỉ giả ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cũng như có sổ tiết kiệm 650 triệu đồng tại một ngân hàng. Và đây để gần lại các bạn sẽ thấy cái bức thư và cái nội dung mà ông Bách cần phải học thuộc. Và cuối cùng thì visa sang Mỹ đã được làm xong để chuẩn bị cho một hành trình đầy hứa hẹn. Và đây là hình ảnh của những người dân xếp hàng nộp hồ sơ trước Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn. Khoảng cuối tháng 8 năm 2017, theo yêu cầu của đường dây, ông Bách tới thành phố Hồ Chí Minh và ở đó nhiều ngày để luyện tập, hỏi đáp về các thông tin giả, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn visa tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, ông Bách kể lại. Họ đưa tôi các giấy tờ họ làm giả, yêu cầu tôi học thuộc để khi vào đại sứ quán Mỹ Chắc chắn những câu hỏi này được người của Đại sứ quán Mỹ sẽ hỏi tôi và họ cam kết với tôi rằng hồ sơ chắc chắn sẽ đậu 100%. Làm theo những chỉ dẫn này, ông Bách được Tổng lãnh sự quản Mỹ cấp visa vào cuối tháng 9 năm 2017 và 6 tháng sau, vào tháng 3 năm 2018, ông Trương về Việt Nam đón và đưa ông Bách sang Mỹ. Ông Trương này rất nhiều lần về Việt Nam, mỗi lần về ông lại dẫn một người sang Mỹ, ông Bách đã nói như vậy. Và khi đặt trên đến Mỹ thì nạn nhân được trở đến một vùng rất hẻo lánh ở đây, và đây là hình ảnh của ông Lâm Nguyên Bách đã có vài ngày vui vẻ khi mới tới Mỹ vào những năm 2018. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rõ ông đang rất vui vẻ ăn kem trước cửa một khu xưa bán hàng ở Mỹ. Thất vọng bỏ cuộc. Hạ cánh xuống đất Mỹ, ngày đầu tiên của ông Bách là một chuyến đi dài ngày trên một chiếc xe bán tải do ông Trương cầm lái đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nhất của North Carolina ở miền Trung bờ Đông nước Mỹ. Ông Trương không có sẵn nơi ở tại địa điểm đó và mất 2 đến 3 ngày đi loanh quanh để thuê nơi ở, ông Bách nhớ lại. Tiếp đến ông Trương giao cho ông Bách thu dọn đồ trên một con thuyền. Sau 10 ngày ông Bách hoàn thành công việc, ông Trương bán hết số đồ đó đi và mới nói rằng thật rằng nghề cua mất mùa hai năm nay không làm được nghề cua nữa. Giải giáp được ông giải pháp được ông Trương đưa ra là Ông ta hứa sẽ đưa ông Bách tìm kiếm nghề khác mà ông Bách chấp nhận được. Và như vậy là nạn nhân đã không phải là làm nghề đánh bắt cua nữa. Và biết là đã bị lừa nhưng nạn nhân vẫn cố tìm vận may khi được hứa tìm một công việc mới. Và đây là hình ảnh các căn hộ được giao bán tại Mỹ. Trong trạng thái hoang mang xem như đã bị lừa, ông Bách phó mặc cho số phận và cho ông Lương, ông Trương trở đi loanh quanh cho đến khi được giới thiệu làm phụ hồ cho một Việt Kiều làm nghề mua nhà cũ, sửa lại để bán. Người chủ thầu này đồng ý thuê ông Bách cũng như cho ông được thuê chỗ ngủ là phòng khách với giá 300 đô la một tháng. Sau khoảng 25 ngày làm việc, ông Bách bỏ cuộc. Ông nói, tôi quyết định là tôi không thể nào đi làm thế này được. Tại vì đầu tiên đi làm là không có bảo hiểm, bị tai nạn lao động là tôi phải chịu hết. Thứ hai, nghề này không ổn định vì ông chủ thầu là này khi nào ông mua nhà thì ông mới kêu mình đi làm. Thứ ba, khi cảnh sát tới, ông không bảo đảm bảo rằng cho tôi rằng tôi có bị bắt hay không. Tôi không thể nào làm việc chui ở nước Mỹ trong tình trạng hoảng loạn và lo sợ như vậy được. Để chia sẻ của ông Bách và để gần lại các bạn thấy những hình những ngôi nhà ở Mỹ thường họ mua những ngôi nhà cũ này, rất nhiều người Việt Nam mua và sau đó sửa chữa lại để bán và lúc đó thì sẽ cần những người lao động mà không giấy tờ như ông Bách. Và đương nhiên những việc này không thể thường xuyên. Và cuối cùng, không chịu được cảnh sống chui lủi bất hợp pháp tại Mỹ, nạn nhân đã quyết định quay về Việt Nam. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam làm nghề uh, nails tại Mỹ. Tức là làm móng tay, móng chân. Để về nước, ông Bách liên lạc với một người bà con xa của vợ, đi xe bút mười mấy tiếng đồng hồ qua nhiều chặng đến bang Indiana, được đón ở đó rồi mua vé về Việt Nam. Trong khi có nhiều người ở Việt Nam xem nước Mỹ như là một miền đất hứa, ước ao và bằng mọi giá để đến đó, chấp nhận làm những việc phạm pháp, ông Bách lại bỏ về. Ông phân tích thêm vì sao ông suy nghĩ và hành động trái ngược nhiều người khác. Ông nói cơ hội công việc làm ở Mỹ rất nhiều, ví dụ như làm nai, tức là làm móng tay, thứ hai là làm phụ hồ như tôi, thứ ba là làm nghề biển, thứ tư là, là người ta trốn ở những nơi nấu ăn, nhà bếp, rửa bát, phục vụ, tức là làm những việc lậu trong những các quán xá nhà hàng, khách sạn những việc này chỉ phù hợp với những gia đình có quốc tịch Mỹ chấp nhận bao che, bao bọc cho gia đình của họ qua Mỹ theo diện đi bất hợp pháp. Còn những người như tôi không có gia đình, họ hàng thân thích bên Mỹ sẽ rất dễ và chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt khi lao động chui. Những người lao động chui cũng không có bảo hiểm và các quyền lợi như các công dân Mỹ. Thậm chí điều xấu nhất có thể xảy ra là là chết ở một nơi nào đó trên đất Mỹ mà không ai biết tới. Đó là điều mọi người cần hiểu. Ông Bách đã nói thêm như vậy. Vâng. Và... Và để về đến Việt Nam, nạn nhân lại tiếp tục gặp xã, bị xã hội đen đến và côn đồ đến đe dọa và đòi tiền. Và đây là hình ảnh của dân xã hội đen bao vây hăm dọa gia đình ông Lâm Nguyên Bách. Hình ảnh được chụp vào năm 2019 vừa qua. Côn đồ đòi nợ, nhà chức trách im lặng. Không bao lâu sau khi ông Bách về đến nhà, ông Trương và những người trong đường dây tìm đến đòi nợ về số tiền làm hồ sơ giả cho chuyến đi Mỹ Ông Bách cho rằng thỏa thuận về công việc đã không đạt được như hứa, đồng thời yêu cầu ông Trương chứng minh bằng giấy tờ về khoản nợ. Đáp lại, ông Trương thuê dân xã hội đen đến bao vây nhà ông Bách, uy hiếp gia đình, kể cả bố mẹ ông Bách cho đến tận thời điểm hiện nay là tháng 11 năm 2019. Phải chịu cảnh bị đe dọa, quấy rối kéo dài, ông Bách quyết định tố cáo đường dây này làm hồ sơ giả với Tổng lãnh sự quán Mỹ và công an địa phương, cho dù việc này cũng có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến ông vì ông đã tham gia một hoạt động không đúng luật. Ông đưa ra lý do như sau: hiện tại là bố mẹ tôi đã già con tôi đang nhỏ mà những thế lực côn đồ không đi tìm tôi mà quyết định tìm tới những người thân của tôi tôi không thể nào để cho các thế lực này cứ xuống gia đình mình uy hiếp gia đình bố mẹ và con cái mình được đó là động lực để tôi tố cáo vụ án này tôi chấp nhận sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật tôi tố cáo hành động này vì mong pháp luật hãy làm đến nơi đến trốn ông bách nói vậy và để gần lại các bạn thấy khuôn mặt của những xã hội đen đang đứng trước cửa nhà ông bách để đe dọa và đòi đòi tiền. Và chính quyền địa phương thì rất chậm trễ giải quyết các vấn đề khi công dân đối diện với nguy hiểm. Đây là hình ảnh công an thành phố Tuy Hòa ở nơi ông Bách cư trú. Trong một năm qua, ông Bách cùng gia đình đã trình báo cho nhà chức trách địa phương với đầy đủ các thông tin, nhưng mãi đến ngày 12 tháng 11 Bộ phận công an kinh tế thành phố Tuy Hòa mới mời mẹ ông Bách đến hỏi câu chuyện phát sinh ra khoản nợ là như thế nào, chưa có bất cứ động thái gì điều tra về đường dây làm hồ sơ giả để đi Mỹ. Cũng trong thời gian qua, ông Bách và người thân đã gọi điện và nhiều lần gửi thư email tố cáo đến Tổng lãnh sự quán Mỹ nhưng chưa thấy phản hồi gì, ông cho biết. Tôi cũng có gọi điện đến lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam. Người tiếp nhận thông tin của tôi là lãnh sự quán Mỹ thì tôi có cảm giác là người này rất là thờ ơ và người này nói với tôi là không đủ thông tin về ông Trương. Người này không chấp nhận và cúp máy. và đường dây đưa người sang Mỹ đã hoạt động từ nhiều năm nay và có lẽ nhiều người đã tương tự như vậy đã cũng đã là nạn nhân vừa bị mất tiền lại phải chịu hậu quả của việc lừa dối này. Một cựu nhân viên tổng lãnh sự quán Mỹ có thâm niên lâu năm am hiểu về việc xếp xếp visa cho Mỹ cho biết có vô số các vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ mặc dù tổng lãnh sự quán không ngừng tiến hành điều tra nhưng không sửa xử lý hết được và vụ việc bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Lời tố cáo của ông Bách về đường dây đưa lậu người đi Mỹ làm chui được công khai với báo chí chỉ ít ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng ở Anh. Trong đó 39 di dân lậu người Việt đã bị phát hiện chết trong một xe container lạnh. Ông Bách khẳng định rằng đi lậu sang Mỹ là một sai lầm và khuyên những người muốn đi Mỹ hãy đi đàng hoàng nhờ người thân bảo lãnh đúng luật. Và đây là hình ảnh của những người dân ở Mỹ à, trong cuộc sống hàng ngày của họ và họ rất tự do. Và một đất nước như Việt Nam mà người dân vẫn phải bỏ xứ ra đi mỗi năm, theo thống kê thì lên tới hàng trăm ngàn người, thì đây là một thực tế rất đau xót và đáng buồn. Điều này chứng tỏ sự bất lực của nhà cầm quyền Cộng sản đang cố bắt ép trên 90 triệu người dân Việt Nam đi theo kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, thứ không hề có trong thực tế, nên họ đã thất bại thảm hại và đẩy người dân vào hoàn cảnh lầm than bị các băng nhóm buôn người, xã hội đen lừa đảo, dẫn đến cái cảnh ly tán gia đình cùng nhiều cái chết đầy đau đớn. Đảng và chính phủ Việt Nam nên tự nhìn nhận lại hậu quả của chủ nghĩa cộng sản đang gây ra đối với dân tộc, mạnh dạn từ bỏ nó, chuyển đổi đất nước sang thể chế dân chủ và tự do để người dân ở lại quê hương xây dựng một cuộc sống cho bản thân, gia đình và nối tiếp nhiều thế hệ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Rất cảm ơn các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.